Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ thành phố, chặng đường 25 năm hình thành và phát triển. Trong thời kỳ đất nước đang có những chuyển biến sâu sắc sau Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 6 năm 1986, việc huy động lực lượng trí thức trẻ tham gia xây dựng và phát triển đất nước đang là đòi hỏi bức thiết trong xã hội. Trước tình hình này, việc tạo lập một mô hình có sức hút, tập hợp đông đảo thanh niên vào phong trào hoạt động đoàn gắn với quá trình thúc đẩy phát triển khoa học kỹ thuật là một thực tế khách quan để huy động sức người sức của vào công cuộc đổi mới phát triển đất nước. Đó là những cơ sở thúc đẩy sự ra đời của Trung tâm Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật Trẻ, tên gọi trước đây của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, vào ngày 3 tháng 8 năm 1989. Trong thời gian đầu, Trung tâm đã xây dựng các hoạt động tiêu biểu như câu lạc bộ sáng tạo trẻ ngành cơ khí, điện điện tử, tin học, đồ chơi trẻ em, hội thi tin học trẻ thành phố, cuộc thi sáng tác mẫu mã mặt hàng mới, chương trình Eureka, chương trình vườn ươm sáng tạo khoa học công nghệ trẻ, thu hút đông đảo thanh thiếu niên thành phố tham gia. Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ luôn là đơn vị đồng hành cùng với phong trào sáng tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ trong thanh thiếu niên thành phố. Nhiều hội thi và giải thưởng khoa học sáng tạo của Trung tâm đã trở thành sân chơi học thuật quen thuộc và danh giá hàng năm dành cho thanh niên thành phố như giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka, hội thi tin học trẻ, sáng tạo trẻ, hội thi diễn đàn khoa học trẻ. Để phát huy nguồn lực chất xám của các nhà khoa học trẻ, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ thành phố Hồ Chí Minh còn thường xuyên tổ chức chương trình trí thức khoa học trẻ tình nguyện, chuyến xe tri thức, chương trình máy tính cũ, tri thức mới đã kết nối và phát huy các trí thức trẻ tình nguyện cùng tham gia phát triển cộng đồng xã hội. Bên cạnh đó, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ còn là văn phòng của Quỹ Bảo trợ Tài năng trẻ thành phố, qua đó đã tìm kiếm, phát hiện và bảo trợ hàng trăm tài năng trẻ trong hơn 20 năm qua, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao của thành phố. Trong năm 2014, ở tuổi 25, Trung tâm đã có những chuyển biến rõ nét về nội dung, tăng cường các hoạt động nghiên cứu và hợp tác quốc tế. Có thể nhìn thấy cụ thể sự phát triển ở các mảng nội dung. Phát triển phong trào sáng tạo. Các hoạt động phong trào sáng tạo trong năm 2014 được đầu tư và có nhiều nét mới. Mở rộng và bổ sung nhiều hoạt động dành cho học sinh phổ thông trung học như cuộc thi đua xe năng lượng mặt trời dành cho học sinh trung học phổ thông, cuộc thi vẽ tranh tiết kiệm năng lượng, cuộc thi lập trình sáng tạo tin học, hội thi bắn tên lửa nước. Đáng chú ý, trong năm 2014, Trung tâm đã đăng cai Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ 7 và tổ chức liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh với rất nhiều nội dung phong phú. Tại liên hoan, 4 đề tài nghiên cứu khoa học của các bạn trẻ đã được chuyển giao cho một số đơn vị phát triển và ứng dụng vào thực tế. Đẩy mạnh hoạt động khoa học. Các hoạt động nghiên cứu khoa học đang đi vào chiều sâu như chương trình vườn ươm sáng tạo khoa học và công nghệ trẻ, giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka. Trung tâm cũng đã nghiên cứu cho ra thử nghiệm các sản phẩm như kiosk thông tin phục vụ các xã xây dựng nông thôn mới, mô đun hậu cần nổi phục vụ cho các chiến sĩ Trường Sa. Phát triển dịch vụ khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế. Với định hướng hợp tác trong và ngoài nước để phát triển các dịch vụ về khoa học công nghệ, Trung tâm đã tổ chức các khóa đào tạo phương pháp nghiên cứu khoa học, lớp lập trình công nghệ thông tin, lớp tư duy sáng tạo, hợp tác với các tổ chức trong nước như Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập WTO thành phố, Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ cao, Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao, Cẩm nang Web Bắt Đẩu hỗ trợ thanh niên nâng cao kiến thức, chuyển giao và thương mại hóa các sản phẩm sáng tạo. Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp cùng với Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Môi trường của các giáo sư trường Đại học Paris ở Pháp tổ chức đào tạo chương trình dự bị học bổng sau đại học, tổ chức Hội nghị Kinh tế trẻ thường niên Việt Nam lần thứ nhất năm 2014. Hợp tác với đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford tổ chức các hội nghị khoa học và sân chơi khoa học truyền thông về sức khỏe cho thanh thiếu nhi. Hợp tác với công ty Intel Việt Nam và tổ chức giáo dục quốc tế Everest tổ chức cuộc thi về lập trình công nghệ thông tin. Hợp tác với trường Sài Gòn Tech, phân hiệu của Đại học Cộng đồng Houston, Texas, Hoa Kỳ, tổ chức hội thi tin học trẻ, cuộc thi lập trình robot và trao tặng các suất học bổng toàn phần ngành công nghệ thông tin cho thanh niên. Bằng những hoạt động phong trào mang tính thiết thực, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ đã thể hiện được vai trò của mình trong phong trào sáng tạo trẻ thành phố.